tháng 7 giữ vững 39 triệu đồng trên lượng giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1. 1418,58 USD trên aus sau khi đã rơi xuống mức thấp của hơn một tuần trong phiên 25 tháng 7 giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 0,3% lên 1. 1419,30 USD trên aus tính cả tuần giá vàng giảm 0,5% tính theo mức đóng cửa của vàng giao theo hợp đồng gần nhất như vậy giá vàng thế giới đã có tuần hạ đầu tiên trong 3 tuần gần nhất theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News Thị trường Wall Street và Main Street đều nhận định giá vàng sẽ tăng khi với Ủy ban thị trường mở Liên bang dự kiến sẽ hạ lãi suất của Mỹ. Công cụ đếm của FedWatch cho thấy, thị trường dự đoán có xác suất 80,6% rằng Fed sẽ công bố và thực hiện cắt giảm lãi suất 0,25% và xác suất 19,4% rằng họ sẽ cắt giảm lãi suất liên ngân hàng 0,5%. Điều này có nghĩa là khả năng Fed cắt giảm lãi suất là chuẩn xác, chỉ còn mức độ cắt giảm là bao nhiêu và từ nay tới cuối năm lộ trình lãi suất sẽ như thế nào. Ông Adam Button giám đốc điều hành Forex Live, nằm trong số những người nhận định giá vàng để giảm xuống. Ông bắt từng hy vọng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản và đưa ra một vài tín hiệu rõ ràng về những động thái sắp tới. Tuy nhiên, ông dự đoán phản ứng của thị trường sẽ là thất vọng như cuộc họp của ECB vào thứ năm tuần trước. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 39,38 triệu đồng trên lượng mua vào và 39,63 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm 200.000 đồng so với ngày hôm qua ở chiều mua vào tại công ty SGC, giá vàng niêm yết chiều mua vào là 39,42 triệu đồng trên lượng, ở chiều bán ra có mức giá là 39,69 triệu đồng trên lượng. Tuần qua, giá vàng miếng tương đối ổn định trong khoảng 39,6 đến 39,7 triệu đồng trên lượng, do giá vàng thế giới chưa có bứt phá mới. Tuần trước khi giá vàng thế giới lên đỉnh 6 năm, giá vàng trong nước cũng vượt 40 triệu đồng trên lượng, cao nhất kể từ tháng 7 năm 2013.